vlog thực hành, thiết thực, cụ thể, giúp khắc phục tập luyện, phương pháp tập gym đúng chuẩn. Duy Nguyễn THOL. Ôm đâu? Là mập làm gì nó đi class nữa vậy? Nó coi clip của anh á. Mà anh hả? Xong rồi nó cãi với em. Nó sai rồi. Sai gì nữa? Anh nhớ cái bài này không? Quên đâu? Ừ, em chỉ nó lại. Em cũng cảm thấy là hồi đó em tội lỗi. Em hơi ác với nó. Ừ, em chỉ mày nó quá ác luôn chơi á. Nó là ai mà em chỉ như vậy nè, đúng không? Nè. Ờ, rồi đúng. Nó tập như vậy nè. Nó kêu là nó nghe theo anh, nó phải ngã lưng ra. Đó. Nó nói nghe theo anh vậy luôn hả? Đúng rồi, nó kêu là anh tập như vậy nên nó tập như vậy. Xong rồi nó không tin em, nó cãi em, nó tin anh. Tao nói là một lần bất tính dạng là bất tin. Mà chỉ nó chết lần rồi gặp tao, tao cũng tin nữa chứ đừng nói nó. Em thì em phải kiên nhẫn với nó. Em là người phạm lỗi, em là người sai lầm, thì bây giờ em phải bằng mọi cách em chuộc lại lỗi lầm. Huống hồ gì đây là cái bài lát cooldown nha. Cái bài mà nó khó tập nhưng trong cái giới gamer nha. Mà phòng game chúng ta là cái gì? THOL Game Center, khỏe đẹp thành công và đẳng cấp. Thì cái dịch vụ phải đi đầu. Bây giờ khách hàng ta như vậy đó thì phải chịu khó. Em nỗ lực, em kiên nhẫn, em kiên trì để em chỉ cho tập cho đúng. Nó cãi em thì nó chịu thôi, em có cố gắng chỉ nó hai lần lận anh. Hai lần lận đó. Mà nãy em đi cà nhắc là nó tập bài này mà nó bị chấn thương đùi gối hả? Không biết đâu. Chứ đừng có em biết ta, em biết nó. Nó đuổi em. Trời ơi, con nhỏ này không có được rồi. Anh nhớ là khi mà anh ra đây thử việc á, là anh đã trên lên 6 tháng nghiệp vụ rồi. Bây giờ cái tầng này là em coi nha. Mặc dù cái thằng đó nó không muốn em biết tên đúng chưa? Rõ ràng. Ừ. Nhưng mà trên góc độ đạo đức và lương tâm nghề nghiệp á, thì em phải quán xuyến nó. Huống hồ vậy giờ 12 giờ trưa người ta đi ngủ hết trơn rồi. Còn có một mình thằng đó tập à. Có hai người à, mà đồng loại không thương yêu nhau á. Còn nói gì nữa em? Nó đuổi em. Em đi ra phải không? Em đi ra em chỉ cái gì nè. Y bạn tập sao rồi. Bạn đi ra đi, mình chỉ lại cho bạn cho. Đi đi, mày đi đi. Mày biết đi, mày cút đi, mày xéo đi. Ủa nó đuổi em vậy đó anh. Nó kêu tao chỉ tin Duy Nguyễn Kim Phổ thôi. Mày cút đi, tao không tin mày đâu. Được, nó nói còn nó đúng. Nó còn đúng, nó con tin Duy Nguyễn Kim Phổ là đúng. Vậy nên nó sai bét rồi. Nó có bê đê không, nhìn mày có nỗi nào đâu. Cũng như cục cục này nọ cục kia mà sao tự nhiên nó kêu mày tao mà nó đuổi vậy luôn á hả? Ừ, nó đuổi lắm. Hành động nó vậy luôn hả? Anh xem cái số đi và nhắc của nó hồi nãy không? Thấy. Nó đi y chang vậy đó, bình thường đi vô đi vậy nè. Trời nó mập mà nó còn bóng nữa hả? Sao phòng game mình nhiều điều rõ lắm quá vậy mấy em? Rồi bây giờ anh tự giải quyết cái vấn đề sai phạm của anh đi nha. Còn nói chung là cái bài đã nói với tụi bay rất nhiều lần rồi, rất khó tập. Đầu tiên chốt tạ lại cho tao. Mày mê tê mà không chốt tạ nữa, tập giữa chừng rồi nó lật tạ, nó méo xô sao? Kiếm đường chốt đi mẹ. Rồi, đứa con nhỏ mày. Đâu biết đâu, em tưởng anh chơi ai bằng mày. Cho bà thôi. Trời, nó chơi nó làm thân nghĩ trong BBT mà hồn nó trên cung trăng đó trời. Đó, đầu tiên phải chấp tạ lại nghe chưa? Rồi. Cái bài này nhớ bà học chỉ với đứa nào rồi nè, những cái vị trí tay nè, vị trí tay cầm sao cho đúng đúng nè. Bữa nay là cái vấn đề khác nó nguy hiểm hơn nha. À, chỉ em luôn á hả? Cái nào gì đó tao quên. Rồi lại. À, bữa nay là anh sẽ chỉ anh tiếp những cái sai phạm mà nó nguy hiểm dẫn tới chết người với bà này luôn. Okay. Để khắc phục tình trạng cái thằng nhỏ hồi nãy nó đi á. Không biết ngày mai nó còn tập nữa không đây nữa. Mày làm ơn mày, nó mập như vậy là nó chơi với thằng bạn mập giống nó không à. Mày phải rủ nó vô, đó, bạn bè nó cùng tiếng, đó. Chứ cái đằng này em mà chăm sóc khách hàng vậy rồi, cuối tháng sao có thưởng, thấy không? Vị trí cầm tay không nói nữa, bây giờ nó tới vị trí người. Đó, ở bài này nó có những vị trí người cực kỳ là quan trọng. Đầu tiên, cái sai phạm chết người mà các em thường gặp nhất là dịch có làm sao? Anh sẽ phân tích, đó là như vậy nè.
Thường mấy thằng khác nó không có tiện đầu tư máy này thì trên cái máy cây ngang á, biết không? Ừ. Cái máy cây ngang truyền thống á. Ok, đúng rồi. Nó giật cây nè mấy em. Giật cái cây ngang sao rồi? Em tưởng tượng cái này cây ngang sao ót là giật cái này. Rồi, đó là vị trí sai số 1. Vậy thì ở cái sai này á, nó cũng có nguy hiểm chết người. Nếu mà em giật khối lượng tạ nhẹ đó thì cũng sao hết. Có thể xem gặp cái đầu bài khởi động. Nhưng mà khi em giật nặng á, em giật nặng đó là cái khớp khoai ra đây nè, em minh họa lại nha, nó bị lật làm sao được không? Nó bị khóa làm sao thì chỗ này nó không có gồng được. Chỗ này nó không kiểm soát lật được. Nó dẫn tới nặng quá nó bị tạch dai. Tạch dai là cái hiện tượng rất là căn bản. Giống như vậy đây. Cái tay kem nó nằm được trên cái vai kem, nhờ có cái ốc xương ở đây nè. Cái cục này gắn trục cục này dẫn ốc lại thì nó là cái tay. Còn giờ cái cục này nó không nằm trong cái lỗ xương này mà nằm ở đâu về đây nè. Thì giống như dịch nó bị chặt cánh nó đi lạc kia đó. Thực tế bên quận 6 có mấy thằng cu nó bị rồi. Cũng cái này luôn. Nhẹ đó thì bị đứt gân hay đứt gì trên tay nè. Bông gân hay hư xương, hư gân gì đó nó bị yếu. Tụi em gọi là rất máu á. Sao nữa, nói chung cái tay không có lực luôn. Nghe đây nó bị rồi, nó đi sụi sụi giống như gắn lên đủ bộ phận vậy á. Đó là cái sai số 1, nhắc lại. Mày đánh nè, vị trí người thẳng như vậy nè. Đó, giật ra làm sao, khởi động chơi thì được. Đúng không? Còn nếu mà tập nặng á, tập nặng. Đó, nặng là vấn đề. Thì đối với anh nhẹ, vị trí độ ok. Đó, xong rồi bây giờ mình đi tới cái size số 2. Cái size số 2 nó đỡ hơn. Bây giờ vậy, tập gym robot vậy đó, đứng dẫn đích vậy nè. Thấy không? Xuống. Tức là em nhìn ra cái biên độ người nó đứng im ru luôn. Đâu vậy đó. Nó tập giữa cường thi vậy đó. Thì cái này á, nó cũng không phải là sai hoàn toàn. Mà đối với những người mới tập thì mình tập như vậy nó sẽ cảm nhận được cái cơ sô tốt hơn. Và khi mà người ta mới tập đó thì cái khối lượng người ta nhẹ, người ta tập như vậy cũng không nguy hiểm và không ảnh hưởng. Nhưng khi mà các em tập tới một khối lượng tạ nặng á thì với cái tập như vậy nó vẫn dẫn tới chấn thương vai và chấn thương cơ như đây. Đó, nếu mà nặng là em tưởng tượng khi mà nặng cái lưng dưới em sẽ gồng lại. Đó, và cái vai của em nó bị khóa cái người của em, không có biên độ, nó bị khóa. Đúng chưa? Đó. Vậy thì làm sao để khắc phục cái lỗi số 2? Rất đơn giản. Khi mình tập xô mà nặng, nên có một cái biên độ. Cái biên độ này nó khoảng 15 độ. Đúng không? Vậy. Đúng vậy, đúng không? Ngã tí, ngã tí, ngã tí. Nếu mà càng nặng thì ngã càng nhiều, nhưng mà ngã tối đa không được quá 45 độ. Tức là tới đây dừng. Không có ngã vậy. Đúng không? À, đây, bực, rồi mình hỏa ví dụ như nặng nha. Rồi, chưa? Nè. Thấy không? Đi lên thả người theo. Cái tốc độ vẫn đảm bảo được cái video trước anh chị nha. Cái tốc độ là khi mà xuống nó phải nhanh, khi mà lên nó phải chậm. Phải căng cơ, phải giữ kích thích ở điểm đầu, điểm cuối. Nó ngã nè. Số này là ngã đúng không? Nãy mặt có ngã gì đúng không? Không, số nữa. Số nữa hả? Ghê vậy? Số nữa là sai rồi đó. Không? Nè, lên nè. Lên là trở về vị trí thẳng. Tại vì vị trí thẳng nó căng nhất. Cái vị trí thẳng ở đây là cái cơ sô mình nó căng nhất. Thấy không? Đó, ok. Xong. Cái vị trí mà các bạn thường sai, tức là các bạn nhìn video của Duyên Vĩ và nhìn không kỹ. Các bạn coi những võ mà nhìn kỹ mà các bạn ngã theo cách các bạn nghĩ. Đúng không? Tức là các bạn nhìn thấy hình ảnh anh Duy Nguyễn ngã cũng có ngã và các bạn bắt chước cho Hùng Diêm các bạn ngã. Nhưng mà khi mà các bạn ngã các bạn sẽ không nhìn được cái quỹ đạo ngã của Duy. Bạn ngã có thể là nó quá bậy. Có những cái ngã sai nhưng tùy lắm. Ví dụ như vậy nè. Bạn rõ ràng là bạn tập lưng dưới nha. Cái bài này là tập lưng dưới. Không phải sai đâu các bạn. Bài này tập lưng dưới. Mà đã tập nặng quá bị sai thôi. Nếu mà tập nhẹ như Duy cũng được. Nhưng mà không ai tập vậy đâu. Cái máy đâu phải tập vậy. Đúng không? Bạn nhìn nè, con chó không có chạy là phải tập xô. Bạn làm sai. Còn các bạn ngã vậy cũng sai nữa. Đúng không? Bạn ngã vậy là sai. Đó, đúng không? Ngã vậy vậy đó, bạn nhìn mất mất tiêu cái tâm nè. Nè, ví dụ khi bạn ngã vậy thì bạn lấy cái hình chiếu của cái mình học bánh rồi. Đúng không? Ngã vậy. Rõ ràng. Cái này nó còn triệu lực nữa bạn. Đúng không? Mà nó chìm xuống ngay đây nè. Cái này chìm xuống ngay đây. Cái này ngay đường dưới gần không? Trên góc độ mình học nha.
bụp ra bên dưới mà tập không không ra không đau thì mới lạ. Không hề vô xô, ngã tầm bậy đó, ngã tầm bậy. Còn ngã nhiều quá cũng không nên nha mấy bạn, ngã nhiều quá không nên, ngã vậy là quá rồi, tới đây là được, tới đây là tối đa rồi đó. Nếu mà nặng quá tới đây là tối đa. Tại sao tôi phải ngã như vậy? Nó có rất nhiều lý do để ngã như vậy. Khi mà tụi em ngã như vậy á, nó sẽ an toàn cho tụi em ở bất kỳ cái mức tạ nào. Tức là nếu mà tạ nặng quá, sức tụi em tập không nổi thì thôi đó. Nhưng mà nếu mà em tập nổi á thì nó sẽ không bao giờ nó bị chấn thương vùng vai và bị chấn thương vùng thắt lưng. Hơn nữa, tại có lượng tạ quá nặng như vậy á, em không thể nào xuống nổi, không cách nào xuống nổi. Em phải lợi dụng một cái xíu gọi là lặn gian á. Cái này các bạn theo gọi là lặn gian, nhưng mà này là cái sự theo nhanh đó, đó là cái sự chuyển động tự nhiên của cơ thể, nó phù hợp với thể hình đó. Khi mà 1, 2, 3 vừa ngã vừa kéo, ngã xuống đây nè nó có lực, đúng không? Ngã tới đây nó có lực, mình là sẵn lại nó kéo luôn. Nhưng mà quan trọng mình vẫn phải cảm nhận cơ lưng xô kéo, đúng không? Bởi vậy á, thường thường á, trong cái án Duy Nguyễn Duy Phổ, các em sẽ thấy anh ít, rất ít bố trí bài lưng dưới, không cần thiết nữa. Tại lưng dưới chúng ta đã được tập luyện quá nhiều thông qua những cái thuật động tác khác, trong đó có kỹ thuật động tác lat pull down, trong đó có kỹ thuật động tác row và động tác roman and deadlift, thì đó là cái lưng dưới của em bao khỏe rồi, đi chơi với bồ lúc lên bờ xuống ruộng thôi. Nhớ nha, mình làm BT là phải cái tâm, tiền hay không tính sao, nó có tiền mình tâm nhiều, còn nó không có tiền mình có tâm tương đối, chứ không phải bỏ nhỏ vậy tội nghiệp đó. Nghe anh, dù gì nó cũng là fan của anh, ta nói trên đời là nhất quan hệ mà nhì tiền tệ, thì nó là có quan hệ với anh rồi, em đẩy anh chút xíu chăm sóc cho nó, rồi tiền tệ từ từ tính hen. Rồi đừng có làm biếm nữa, là làm đi, sắp tới cuối tháng ăn lương rồi, vậy nha anh, đi tập tiếp đây, mệt quá. Anh là người soi hoa, viết cân bằng phản ứng của tình yêu, thêm xúc tác cho nhung nhớ thật nhiều, nào phản ứng theo hai chiều nghịch nhau. Anh sơ hai trong màu sắc dung dịch, từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Với khi hoa bên lá ngọc sắc ca còn ngào nghe ánh kiếm cương, em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch, anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh.